Chương 1 Gặp lại sau 3 năm Nguồn Mê truyện audio com Edit Lê Hoa Bét Lô Bê Quy tháng 8 Tiết trời thanh thành càng lúc càng nóng Trên chiếc xe Rolls-Royce Điều hòa mát lạnh ngăn cách cái nóng từ bên ngoài Một gia gia nhìn thiếu nữ đang ngồi bên cạnh mình Muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi Nha đầu này so với năm xưa tính tình cũng không có gì đổi khác Vẫn luôn điềm tĩnh Không thích nói chuyện thật dễ khiến người khác xem nhẹ sự tồn tại của cô có điều nha đầu của hiện tại lại có chút không giống với nha đầu của ba năm về trước nha đầu ba năm nay con ở nước ngoài trị liệu vất vả mục gia gia cảm thấy thật hổ thẹn với con năm đó nếu không phải vì tên tiểu tử kia thì bạc nhiễm nhiễm thu mắt đôi mắt trong xanh phẳng lặng như mặt biển nhẹ nhàng ngắt lời mục gia gia là con phải cảm tạ ơn mục gia gia đã nuôi dưỡng con mới đúng năm đó sự việc kia cũng không hoàn toàn là lỗi của một lê ca ca. Nếu khi đó con không tự ý làm chủ thì sẽ không xảy ra chuyện đáng tiếc. Một gia gia không cần vì vậy mà tự trách bản thân đâu. Một gia gia thở dài. Năm đó A Trạch gửi con cho ông, là ông đã không chiếu cố tốt cho con. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembum buông chấm vĩnh đến người con trai nuôi đã chết hơn 10 năm, hốc mắt một gia gia ửng đỏ. Mạng của Mục Văn Tuyên ông cũng là do đứa con nuôi Bạc Trạch liều chết để cứu, nếu không có A Trạch, ông làm sao có thể sống tới bây giờ, Bạc Trạch là học trò tâm đắc nhất của Mục gia gia, đi theo ông hơn 10 năm. Trong một lần ra ngoài, Bạc Trạch cứu được một đứa nhỏ 3 tuổi từ tay của bọn buôn người. Bạc Trạch vốn đã có vợ, cũng đã sinh cho Bạc Trạch một đứa con gái rất đáng yêu. Một nhà hai đứa con gái cuộc sống hạnh phúc như vậy kéo dài được một năm thì bị phá nát bởi một tai nạn xe hơi, đứa con gái ruột được người vợ nuôi dưỡng. Còn bạc nhiễm nhiễm, bạc trạch không yên tâm, sợ cô phải trở thành cô nhi nên đã giao cô cho mục gia gia. Hy vọng ông có thể nuôi dạy cô thành người. Năm ấy, bạc nhiễm nhiễm chỉ mới có 4 tuổi, con nuôi của mình trước lúc ra đi đã căng dặn như vậy, mục gia gia làm sao có thể từ chối. Trong nhà lại có một thằng nhóc 5 tuổi tưởng rằng hai đứa sẽ làm bạn với nhau đâu ngờ rằng tên tiểu tử kia luôn đùa giỡn bắt nạt con bé suốt ngày gây họa là ông đã cho con một gia đình bạc nhiễm nhiễm hơi nghiêng người ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa chiếu lên gò má cô may thay con bé lại là người rất hiểu chuyện dưới ánh nắng ngũ quan của bạc nhiễm nhiễm càng thêm phần tinh xảo đẹp đẽ đôi mắt to tròn tinh khiết trong trẻo giống như làn nước đã được tẩy sạch hết mọi tạp chất trên đời mái tóc đen dài buông xỏa trên vai. Chiếc áo phông màu trắng càng tôn lên làn da trắng nõn của cô, phối cùng với quần bút chì màu đen đơn giản làm khí chất của cô càng thêm đơn thuần. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembung.vn, đây đều là những việc mà Mục Gia Gia phải làm. Mục Gia vỗ nhẹ vào tay của bạc nhiễm nhiễm, hài lòng gật đầu. Nha đầu này thật rất hiểu chuyện. Liên tưởng đến tên tiểu tử ở nhà, Mục Gia Gia không nhịn được thở dài một hơi thật không giấu gì, lần này con trở về. một gia gia còn có chuyện muốn nhờ con. Ba năm qua bạc nhiễm nhiễm ở nước ngoài trị liệu dưỡng bệnh, một gia cũng xảy ra chuyện lớn, đặc biệt là con trai của ông. một gia gia nắm chặt gậy trong tay, sắc mặt khẽ biến đổi. Chương 1.2 Gặp lại sau 3 năm 2 Nguồn Mê truyện audio.com Edit Thanh pin back. Lớp nửa giờ sau, ô tô chậm rãi tiến vào biệt thự mục gia bạc nhiễm nhiễm nghe xong lời nói của lão gia tử trên mặt lộ ra vẻ khó xử mục gia gia con có thể đáp ứng ông nhưng còn về phía mục lê ca ca thì con yên tâm hiện giờ thằng nhóc kia đang ở cùng một chỗ với ông trừ phi nó muốn đi ra ngoài ăn xin nếu không nó sẽ không dám từ chối mục gia gia tỏ thái độ kiên quyết nói đôi mắt thản nhiên của cô hơi lóe hồi lâu sau mới gật đầu đồng ý mục gia gia nếu ông còn có việc bận thì cứ đi trước đi ạ, à, con có thể tự mình đi vào, dù sao nơi này cũng là nơi con đã từng ở. Ha ha, được rồi, con chỉ là trở về nhà, cũng không phải là khách, không cần một gia gia đi cùng. Một gia gia cười ha hả ra tiếng, cũng không tiếp tục thách khí với Bạc Nhiễm Nhiễm, trực tiếp xoay người lên lầu. Vừa rồi lúc còn ở trên xe, trợ lý của ông đã thúc giục nhiều lần, nói hạng mục mà công ty mới bắt tay và khai thác xảy ra một vài vấn đề đang chờ ông xử lý, nhìn quanh bốn phía, ngôi nhà được thiết kế đậm chất Trung Quốc, dù là cách bố trí không gian hay đồ trang trí đều làm cho người ta cảm nhận được bầu không khí thoải mái, hài hòa, cuối dãy hành lang bên trái phòng khách có một cây đàn dương cầm, trên tường treo đầy tranh sơn dầu. Bạc Nhiễm nhiễm chậm rãi đi đến trước mặt cây đàn, đầu ngón tay tùy ý dừng lại ở trên những phím đàn trắng đen xen lẫn vào nhau, tiếng đàn từ từ vang lên, khúc nhạc đầu là khúc mà cô thích nhất đúng lúc bạc nhiễm nhiễm đang chuẩn bị ngồi xuống trước đàn dương cầm, phía sau liền truyền đến một giọng nói chói tai mang theo sự tức giận, bạn đang đọc truyện được đăng trên dembun vn triệu quản gia, ông đừng có lừa tôi nữa. Lê Ca Ca khẳng định là có ở nhà, hôm nay tôi nhất định phải gặp Lê Ca Ca, nếu không gặp được thì tôi sẽ chờ ở đây. Không được đâu tưởng tiểu thư, cô không thể đi lên lầu, hơn nữa hiện tại thiếu gia thật sự không có ở nhà tưởng tâm văn vừa vào nhà liền đi thẳng đến chỗ cầu thang. Nghe được lời cảnh cáo của quản gia thì đã lấy lại được một chút lý trí, thu lại một chân đã bước lên cầu thang, hai tay chống nạnh, trở lại phòng khách, thở hổn hển nói. Ông không cần nhắc lại nữa, tôi liền ngồi chờ ở chỗ này, đến tối, Lê Ca Ca chắc chắn sẽ phải về nhà, tôi. Đột nhiên nhìn thấy một cô gái ngồi trước đàn dương cầm, ánh mắt tưởng tâm văn độn hiên biến đổi, hùng hổ chạy tới chỗ bạc nhiễm nhiễm cô ta ô oán trừng mắt nhìn bạc nhiễm nhiễm khuôn mặt nhăn nhó cô là ai vì sao lại ở chỗ này quản gia nhìn thấy tình hình có chút không ổn biết rõ vị tưởng tiểu thư này là một người càng quấy sợ bạc nhiễm nhiễm sẽ bị khi dễ liền nhanh chóng chạy đến nói đây là bạc tiểu thư mục gia bạc nhiễm nhiễm nhìn về phía quản gia lắc đầu sắc mặt bình tĩnh nơi này bác triệu cứ giao cho con đi triệu quản gia do dự nhưng vẫn lui xuống Bạc nhiễm nhiễm đánh giá tưởng tâm văn từ trên xuống dưới, một thân váy liền áo hiệu ché nồ mới ra mắt gần đây, mái tóc dài đen xinh đẹp, kết hợp với khuôn mặt đáng yêu, tưởng gia nhị tiểu thư, tiểu công chúa bị chiều hư. Cô còn nhớ ở ngày đầu tiên sau khi khai giảng, cô nàng này liền trực tiếp thổ lộ với một lê, nhưng cuối cùng lại bị từ chối một cách vô tình, sau đó lại mặc dày mặt dạng quấn chặt lấy một lê, tìm đủ các loại lý do, thiết kế các tình huống ngẫu nhiên gặp gỡ chỉ để được xuất hiện ở trước mặt mục lê chẳng qua cũng không thể thay đổi được gì cả không nghĩ tới nhiều năm trôi qua như vậy tưởng tâm văn vẫn còn cố chấp đến như thế lý do vì sao cô lại còn nhớ rõ tưởng tâm văn thì đó là bởi vì năm đó tưởng tâm văn không ít lần ở sau lưng chiếu cố cô thật tốt a à. bạc tiểu thư tôi vậy mà không hề nghe nói hào môn thế gia của thanh thành có họ bạc a à. tưởng tâm văn cười nhạo Vên váo tự đắc ngẩn cao đầu, từng bước tới gần. Sau khi nhìn rõ dung mạo đối phương, Tưởng Tâm Văn liền trợn mắt há mồm thốt lên. Cái gì? Thế nhưng lại là cô? Bạc Nhiễm Nhiễm, cô mà còn sao mặt mũi trở về sao? Cô ta ghen ghét, ghen ghét đến điên cuồng, bởi vì Bạc Nhiễm Nhiễm là cô gái duy nhất có thể xuất hiện ở bên cạnh Mục Lê, hơn nữa lại người được chính bản thân Mục Lê cho phép, cô ta là tiểu thư tưởng gia thế nhưng lại không bằng một đứa con gái nuôi của người làm điều này khiến tưởng tâm văn không cách nào chấp nhận được tưởng tiểu thư nhìn thấy tôi dường như rất thất vọng thanh âm bạc nhiễm nhiễm lạnh lẽo cơ thể dựa vào đàn dương cầm ánh mắt không chút để ý quét qua người tưởng tâm văn bạn đang đọc truyện được đăng trên đem chấm Nghiêu căng ngang ngược không coi ai ra gì tưởng tâm văn mấy năm qua thật đúng là một chút cũng không thay đổi ba năm trước đây cô đã rời đi vì sao không biến mất luôn đi còn trở về để làm cái gì? Cô bất quá cũng chỉ là một con chó ở bên cạnh Lê Ca Ca, đừng thật sự mơ tưởng bản thân là tiểu thư mục gia, gà liền mãi mãi chỉ là gà mà thôi, đời này. Cô không thể biến thành phượng hoàng được đâu. A, à, đúng rồi, tôi khuyên cô nhanh chóng cút khỏi đây đi, bây giờ Lê Ca Ca ghét nhất nữ, đừng để một lát nữa, Lê Ca Ca tự mình ném cô ra ngoài. Đương nhiên, tôi là ngoại lệ. Hai tay Tưởng Tâm Văn ôm ngực, đắc ý nhớ mày. Đối mặt với lời nói ác độc cùng khiêu khích của tưởng tâm văn, bạc nhiễm nhiễm vẫn vô cùng bình tĩnh. Cô không nhanh không chậm đứng lên đi đến trước mặt tưởng tâm văn. Bạn đang xem truyện được đăng trên đêm buông chấm nhiều cao 1M7 cùng với đôi giày đế bằng của cô cũng cao hơn tưởng tâm văn nửa cái đầu. Chỉ thấy bạc nhiễm nhiễm thoáng cúi đầu, tiến đến bên tai tưởng tâm văn, giọng nói lạnh lùng. Một lê có ném tôi ra ngoài hay không, không có chút quan hệ nào với tưởng tiểu thư. To cho cô một lời khuyên là ngàn, vạn, lần, đừng, treo, chọc, tôi. Bạc nhiễm nhiễm của hiện tại, tính tình không phải rất tốt. Cô. Chỉ trong nháy mắt, cô ta đã bị đôi mắt lạnh lùng của bạc từ từ làm cho sửng sốt, tưởng tâm văn cảm giác như có một cổ hàng ý từ lòng bàn chân chạy thẳng đến trái tim. Ngay lập tức thẹn quá hóa giận, tưởng tâm văn nắm chặt tay, mắng về phía bóng dáng của bạc nhiễm nhiễm. Bạc Nhiễm Nhiễm, mày chỉ là một đứa con hoang của người hầu mục gia, mày có tư cách gì để đấu với tao? Con hoang, người hầu, từng chữ khó nghe vang lên bên tai, gợi lên những ký ức không mấy tốt đẹp khi còn nhỏ. Bước chân Bạc Nhiễm Nhiễm dừng lại, xoay người, bước nhanh tới, hai tay giữ chặt bả vai Tưởng Tâm Văn, đẩy cổ ta dựa sát vào bức tường, toàn bộ động tác đều liền mạch lưu loát, không có chút động tác dư thừa nào, tựa như Tưởng Tâm Văn chỉ là một đồ vật chỉ cần chút sức là có thể nhấc bổng cô ta lên. Chương 1.3 Gặp lại sau 3 năm 3 Nguồn Mê truyện audio com Edit Diễm điểm bét Lốc cô, cô định làm Gì Cả người tưởng tâm văn cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán từ từ tuôn ra Rõ ràng là thành phố đang trong mùa khô nóng nhưng cô ta lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, trong đôi mắt thanh lãnh của bạch nhiễm nhiễm giống như cất giấu một con mảnh thú hung ác, khiến cả người tưởng tâm văn không khống chế được mà run rẩy. Theo như cô ta nhớ thì bạch nhiễm nhiễm của trước đây luôn mặc đồ thể thao xám nhạt, buộc tóc đuôi ngựa, đi đường cũng không dám ngẩng cao đầu hay ưỡn ngực, nói chuyện thì lắp ba lắp bắp, nhìn kiểu nào cũng làm cho người ta cảm thấy đây là một cô gái yếu đuối nhát gan, đặc biệt là khi bị người khác khi dễ, bắt nạt hay cười nhạo, cô đều mặc kệ. Không đánh trả cũng không cãi lại, tuy nhiên trên người bạch nhiễm nhiễm hiện tại lại có một khí thế cường đại và lạnh lẽo khiến tưởng tâm văn không khỏi hốt hoảng, e ngại, thậm chí là sợ hãi. Nói lại lần nữa, đừng chọc tôi. Thoáng thấy tưởng tâm văn trắng môi đến trắng bệch, bạch nhiễm nhiễm buông lỏng cơ thể run rẩy của cô ta ra, sự lạnh lẽo dưới đáy mắt từ từ tan đi. Sau đó cô xoay người, đi lên lầu, bạn đang đọc truyện được đăng trên đêm chấm vón là nơi mà cô ta không được đặt chân đến, bạch nhiễm nhiễm lại có thể. Tưởng tâm văn nghiến răng, quán hận nghĩ hơn 3 năm không gặp, bạch nhiễm nhiễm ngày càng xinh đẹp, không được, cô ta không thể để bạch nhiễm nhiễm có cơ hội ở bên anh Mục Lê. 11 giờ đêm khuya, bạch nhiễm nhiễm rửa mặt sau đó bước ra khỏi phòng tắm. Trên người mặc áo tràn tắm màu trắng gạo, cô đưa mắt nhìn con thỏ nhung trên đầu giường. Cả người của nó là màu xám nhạt, nhưng cái đuôi thì lại màu trắng, nhìn tới nhìn lui cũng vẫn cảm thấy nó cực kỳ giống một quả cầu tuyết, đặc biệt là đôi tai kia, vừa dài lại có lông xù. Rõ ràng là gia hỏa kia thích. Bạch nhiễm nhiễm dở khóc dở cười khi nhớ tới cái cớ vụng về của đại thiếu gia kia. Cô đi tới trước tủ quần áo, đẩy cửa ra rồi tiện tay lấy một bộ đồ ngủ mới tinh mặc vào về đến nhà chưa? Mọi thứ đều ổn cả chứ? Vị mục gia kia có khi dễ em hay không? Đinh đinh di động vang lên âm thanh nhắc nhở có tin nhắn, bạch nhiễm nhiễm mở giao diện uy chắc ra, nhìn thấy tên người gửi thì trong ánh mắt lập tức có chút nhu hòa. Cô ngồi xuống trước bàn trang điểm trả lời tin nhắn. Hàm ca, anh yên tâm, em cũng không phải là tiểu nha đầu dễ bị bắt nạt trước kia. Anh hẳn là nên lo lắng cho những người đến cửa tìm em còn một lê từ lúc em về nhà đến giờ cũng không còn chưa gõ xong tin nhắn thứ hai bạch nhiễm nhiễm đã nghe âm thanh vụn vặt ở ngoài cửa mặc dù rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy biệt thự mục gia tổng cộng có ba tầng tầng hai và tầng ba là tầng riêng cho việc nghỉ ngơi ngay cả người hầu dọn dẹp cũng là người đáng tin cậy phòng ngủ và thư phòng của mục gia gia đều ở lầu hai nhưng đây là lầu ba ngoài cô ra thì người ngoài cửa chỉ có thể là mục lê bạn đang đọc truyện được đăng trên đen buôn chấm lúc này, trên hành lang bên ngoài. Được rồi, tâm miệng. Mục Lê hơi nghiêng người dựa vào tường, con ngươi đen nhánh giống như phủ một tầng sương lạnh, đầu lưỡi chạm vào mặt sau của chiếc răng nanh, không kiên nhẫn nghe những lời vô nghĩa của đầu dây bên kia, trực tiếp cúp điện thoại. Tay trái anh cầm điện thoại, tay phải kẹp một điếu thuốc, gõ gõ đầu lọc của điếu thuốc lên màn hình điện thoại, một cái, một cái lại một cái, cộng với ánh đèn lờ mờ trên hành lang nên âm thanh rất nhỏ này lại mang đến cho người ta một loại áp bức khó tả. Lạch cạch. Cánh cửa phòng bên cạnh vốn đã được khóa chặt giờ lại mở ra, khiến ánh đèn ấm áp bên trong chiếu ra hành lang, dư quan thoáng thấy ở cửa là một nữ sinh. Chỉ trong ba giây, ánh mắt mục lê đảo qua chỗ đó hai lần. Thần sắc anh chợt lạnh xuống, lông mày nhíu lại, điếu thuốc lá trên tay đã bị bóp chặt tới nổi biến dạng, giọng nói một lê khàn khàn, nguy hiểm vang lên. Trước khi tôi chưa tức giận, cút. Gia hỏa. Tiếng gọi đùa hoặc khinh miệt người khác, con vật khác, ví dụ. Anh chàng này, cái con này. V, V. Chương 2. Vẫn con mẹ nó xinh đẹp như xưa. Nguồn. Mê truyện audio.com Edit. Lê Hoa Bét. Lốc bạc nhiễm nhiễm không lùi mà bước tới, đứng ở trước mặt Mục Lê, nhìn thẳng vào ánh mắt đen nhánh tràn ngập hàng ý của cậu, đưa tay lên muốn sửa lại vạt áo bị nhăn giúp cậu nhưng bị Mục Lê né tránh, ánh mắt lười biến của Mục Lê thoáng nhìn bạc nhiễm nhiễm, thấy vết sẹo bên khóe mắt phải của cô, sắc mặt liền trầm xuống, tiểu nói lắp. Vết sẹo kia, vẫn là tại vì cậu. Thật may mắn, anh Mục Lê không có quên em. Trong bóng tối, Mục Lê mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc áo trên cùng không cài, tùy ý để lộ lồng ngực trắng trẻo. Trên áo sơ mi lại có vết máu nhìn rất chói mắt, dựa vào ánh đèn từ trong phòng chiếu ra, bạc nhiễm nhiễm nhìn rõ hình dáng gò má của một lê, tóc mái đen ngắn che đi một phần vần trán của cậu, con ngươi sâu thẳm khiến người khác không đọc được tâm trạng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, lúc này mi tâm nhíu chặt lại, cả người toát ra một luồng tử khí, nhưng trong đó lại xen lẫn vài phần mê hoặc khó có thể dùng lời để diễn tả bạn đang đọc truyện được đăng trên demuon.vn Đừng chạm vào tôi. Trong ánh mắt Mục Lê nhanh chóng hiện ra một chút bất ngờ, giọng điệu vẫn xa cách nhưng không còn lạnh lùng như nãy. Mục Lê nheo mắt nhìn nữ sinh trước mặt, từ khi bắt đầu đi nhà trẻ, Bạc Nhiễm Nhiễm luôn đi theo sau cậu, đánh không đi mà mắng cũng không đi, luôn dính lấy cậu như một khối kẹo mạch nha. Cậu ghét nhất là cái tính tình luôn vân vân dạ dạ của cô, nói chuyện với cậu cũng không dám nhìn thẳng luôn luôn cúi đầu đất, có điều, bạc nhiễm nhiễm rất nghe lời, tuy rằng luôn đi theo như hình với bóng nhưng tuyệt đối không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của cậu, bỗng dưng một ngày, tiểu nói lắp tự dưng dám to gan lớn mật lừa cậu, cuối cùng còn biến mất. Nếu đã trở về, có nên giải quyết rõ ràng chuyện trước kia không, tiểu nói lắp. Xoay người một cái, một lê đẩy bạc nhiễm áp vào bức tường trên hành lang, sau đó chống hai tay bên người cô, thân thể nghiêng về phía trước, cúi sát người vào cô, con ngươi đen nhánh khẽ hiếp lại, cười như không cười nói. Bạc nhiễm nhiễm ngẩng đầu, nhìn thẳng mắt Mục Lê, khóe mắt cô cong cong vì cười, giọng bình tĩnh, em và anh Mục Lê hẳn là không có chuyện gì cần giải quyết. Mục Lê dùng ngón tay thon dài tùy ý nghịch tóc bạc nhiễm nhiễm, khẽ cười nói. Tiểu nói lắp quên rồi sao? Tôi không ngại nhắc lại. Ba năm trước em vì cái gì mà chơi tôi? Lại vì cái gì không từ mà biệt? Bạn đang đọc truyện được đăng trên demboom.vn, cô đang mặc quần áo ngủ, đúng quy củ, không có chỗ nào khác người, mái tóc đen nhánh xõa sau lưng, tóc mái trên trán có chút tán loạn, che khuất đi một phần lông mày thanh tú. Con người phản chiếu hình ảnh của cậu, lông mi yêu kiều cong vút, cánh mũi khẽ nhúc nhích, miệng hơi mấp máy như đang muốn nói gì đó. Có lẽ vì mới vừa rửa mặt nên gò má có chút ửng hồng, làm cậu nghĩ đến bốn từ: kiều, diễm, dục, vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Chỉ là muốn đùa một chút, còn lý do rời đi là bởi vì em bị tai nạn giao thông, chân bị thương nên phải ra nước ngoài chữa trị. Hơi thở của một lê khẽ phản phất trên mặt cô, thần sắc bạc nhiễm nhiễm có hơi mất tự nhiên, vốn định đẩy cậu ra nhưng so sánh sức địch lực ta một chút, đành phải không lưng xuống dưới cánh tay cậu chui ra, duy trì khoảng cách an toàn mới hào phóng giải thích. Như vậy khiến cho người khác không phát hiện ra cô đang nói dối và khẩn trương. Muốn, đùa, một, chút. Mục Lê gằn giọng từng chữ, cậu không những không giận mà còn cười nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt, tiểu nói lắp, được lắm. ầm, uhm, Mục Lê đẩy cửa bước vào phòng, cửa phòng đóng chặt ngăn cách cô ở bên ngoài, bạc nhiễm nhiễm tựa vào tường khẽ thở dài, nhiệm vụ Mục Gia Gia giao cho cô, sợ là không hoàn thành nổi rồi. Chương 2.2 Vẫn con mẹ nó xinh đẹp như xưa. 2. Nguồn mê truyện audio com edit lê hoa bếp Lớp sáng sớm ngày hôm sau trên bàn ăn dưới lầu cái gì ông nội ông không nói nhầm chứ mục lê nhíu mày cậu đặt ly sữa bò trong tay lên bàn ăn nhìn chằm chằm người con gái đang yên tĩnh ăn cơm bày ra bộ dáng mọi chuyện không liên quan tới tôi cười nhưng mắt không cười hỏi nếu con không đáp ứng thì sẽ khóa thẻ của con quay sang nhìn mục lão mục lê không kiên nhẫn mở miệng ông thích uy hiếp con đến miệng luôn rồi à động một chút là khóa thẻ của con đến mí mắt mục Gia Gia cũng không nhấc lên nghiêm túc nói cách nào cũng là cách dùng được là được một phút đồng hồ trôi qua bầu không khí trong phòng ăn rộng lớn ngột ngạt vô cùng đột nhiên mục lê cúi đầu xuống cười tiếng cười càng lúc càng lớn đáy mắt sâu thẳm tựa như biển xanh sau đó cậu không nhanh không chậm vỗ tay dựa người vào ghế cười như không cười nhìn bạc nhiễm nhiễm đang ăn sandwich, nói từng câu từng chữ. Đã như vậy thì con đồng ý, có điều sau này ông đừng hối hận với quyết định ngày hôm nay. Bạn đang đọc truyện được đăng trên demun.vn Mừng tiểu nói lắp trở về, có điều từ hôm nay, hay, từ giờ trở đi, em phải giám sát tôi thật tốt nhé. Hai chữ thật tốt này đặc biệt mang ý tứ sâu xa, nói xong một lê liền đứng dậy đi ra cửa, vừa mới đi được 3 mét, không lạnh không nhạt nói. Bây giờ tôi muốn đi ra ngoài. Chơi tiểu nói lắp không định đi theo sao. Mục Lê cố ý kéo dài thanh âm, quay đầu lại dùng ánh mắt đùa cợt nhìn bạc nhiễm nhiễm. Để tiểu nói lắp giám sát mình. Chỉ sợ ông suy nghĩ nhiều chứ cậu không bắt nạt cô đã là tốt lắm rồi. Mục Lê, ông cảnh cáo con, nếu con dám bắt nạt con bé, xem ông trừng trị con thế nào. Mục Gia Gia nghe câu nói ngã ngớn của Mục Lê, trong cơn giận dữ, đập tay lên mặt bàn ăn, làm cho chè đậu đỏ trước mặt ông bắn và giọt lên mu bàn tay. Một gia gia đừng tức giận, nên chú ý thân thể. Bạc nhiễm nhiễm vừa lấy khăn giấy trong hộp lau tay cho một gia gia, vừa xoa dịu lửa giận của ông, nhìn bóng dáng một lê biến mất khỏi cửa, bạc nhiễm nhiễm nhìn một gia gia gật gật đầu, suy tư nói. Một gia gia ông yên tâm, tiểu nói lắp của ba năm sau, chưa chắc đã không phải đối thủ của anh một lê. Nửa giờ sau, tại quán cà phê internet ở trung tâm thành phố, chỉ còn một tuần nữa là tới ngày khai giảng, mọi người đều hận không thể nắm chặt từng giây từng phút mà. Ăn chơi phóng túng. 10 giờ sáng, quán cà phê internet đã biến thành biển người, toàn bộ đại sảnh lầu một nhìn đâu cũng thấy chật ních người, ngay cả khu nghỉ ngơi cũng rất đông người ngồi. Bạc Nhiễm Nhiễm run rẩy một chút, lại có người đến quán cà phê internet để làm bài tập hè. Làm được chuyện này cô thật sự rất bội phục bạn đang đọc truyện được đăng trên dembun.vn. Ngẫn ra đó làm gì, nhanh lên. Đi đến giữa cầu thang, một lê đút tay vào túi quần thấy cái đuôi nhỏ phía sau không đuổi kịp, quay đầu lại thì phát hiện cô đang ngây người, sắc mặt trầm xuống, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, thoáng nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đi ra ở cửa sau, bạc nhiễm nhiễm nheo nheo mắt, ấn đường không nhịn được nhíu lại, chỉ nhìn thấy được góc nghiêng gương mặt, chỉ mong là cô nhận sai người người mà cô nghĩ đến còn đang ở trong tù lầu ba là phòng vip mỗi gian phòng chỉ có bốn máy tính bày trí lịch sự tao nhã máy tính cũng đều là loại cao cấp đặc biệt trong phòng còn có sofa giường lớn để nghỉ ngơi tóm lại chỉ cần có thể trả đủ tiền là có thể xem quán cà phê internet này như nhà này bành triết cậu đâu rồi không phải cậu nói yểm hộ tôi sao cậu chết ở xó nào rồi có phải cậu ganh ghét tôi hôm nay mang theo tiểu muội muội xinh đẹp không hả? Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Trong gian phòng, bốn máy tính được xếp hai hai đối diện nhau, tiêu ngư mặc áo hô đi màu đen mang tai nghe trùng đầu, nói chuyện phóng khoáng luyên thuyên không dứt. Này, cậu câm miệng đi được không, phiền chết đi được. Bành triết ngồi ở bàn bên cạnh dùng sức đạp tiêu ngư một cái, tháo tai nghe xuống, cậu không bị kẻ thù giết cũng sẽ vì nghe đồng đội nói nhiều mà chết chuột, tiểu triết lại sử dụng bạo lực, cậu phải giúp tôi. Bị đạp một chân, tiêu ngư cũng không giận mà đi cầu cứu nhan hạo. a à, chuột, cậu không yêu tớ sao? Buổi sáng hôm nay tớ còn ngàn dặm xa xôi mua bữa sáng cho cậu đấy. Tiêu ngư tiếp tục luyên thuyên, lần thứ hai nhìn về phía màn hình thì thấy bản thân đã chết rồi, cậu bị đồng đội nhan hạo giết, còn bị bành triết chém cho hai đao. Cậu nói một lời thì sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Tiêu ngư ở bên cạnh la hét chói tai hệt như lợn bị chọc tiết, bành triết tiện tay cầm đùi gà ở bên phải nhét vào miệng tiêu ngư. Khụ khụ khụ. Cay quá, cay chết tôi rồi a. À. Tiêu ngư nhổ miếng đùi gà ra, liền uống một ngụm Sprite, ừng ực ừng ực, ừ ực uống hơn nửa lon, nhưng miệng vẫn còn cay cay nóng rát khó chịu. Tiêu ngư liền đứng dậy đi tới phía sau bành triết, trực tiếp siết cổ cậu, hai người cứ vậy đánh nhau, cạch, cửa phòng mở ra, hai người vốn dĩ còn nằm trên sofa liều sống liều chết đánh nhau nhìn thấy một lê liền trở nên ngoan ngoãn đứng ngay ngắn bên cạnh sofa cuối thấp đầu cực kỳ giống với lúc thầy giáo phạt học sinh đại đại ca tới rồi sao lại không báo trước một tiếng để bọn em còn xuống lầu đón tiếp tiêu ngư đi đến trước mặt một lê cười nịnh nọt bị bành triết phía đạp mông một cái tiêu ngư cũng chỉ phủi phủi cho hết bụi làm lơ coi như bành triết không tồn tại bành triết hắng giọng một chút sửa soạn sofa đang hỗn độn trở nên gọn gàng ngăn nắp để Mục Lê ngồi xuống. Đại ca, tại sao hôm nay? Này, này, người đẹp đây là. Vừa dứt lời, Bành Triết nhìn tới nữ sinh đứng ở cửa, há hốc miệng, liền quên mất lời định nói. Trong phạm vi 2 mét không có nữ sinh nào dám đến gần đại ca nhà bọn họ, vừa đến là bị Mục Lê dùng khuôn mặt lạnh lùng như tu la địa ngục nhìn. Thứ hai là vì tính cách một lê lạnh lùng xa cách làm đông đảo nữ sinh đều trùng bước, từ từ, nữ sinh kia, cậu cảm thấy hơi quen mắt. Tiểu mỹ nhân này có quan hệ gì với đại ca chúng tôi thế vậy? Tại sao lại quen biết? Nếu không có, có thể làm quen với tôi không? Bản thân tôi đẹp trai nhiều tiền, vẫn còn độc thân nha. Trời à, chẳng lẽ đây là đại tẩu của chúng ta? Nếu không với tính cách của đại ca, sao có thể dẫn nữ sinh đi chơi? Tiêu ngư tò mò đi tới trước mặt bạc nhiễm nhiễm, đi quanh cô vài vòng, miệng lẩm bẩm, con mắt đen nhánh trần đầy tò mò cùng nghi hoặc. Bạn đang đọc truyện được đăng trên đemboom.vn, bành triết và tiêu ngư đều khiếp sợ, chỉ có nhan hạo là bình tĩnh nhìn bạc nhiễm nhiễm, lại quay đầu nhìn một lê đang ngồi trên ghế sofa, rồi lại nhìn bạc nhiễm nhiễm, đột nhiên nhớ ra, lông mày hơn nhíu lại. Là bạc nhiễm nhiễm. Bạc nhiễm nhiễm, ba chữ ấy tựa như một quả bom hẹn giờ, bành triết và tiêu ngư đều nhìn chằm chằm bạc nhiễm nhiễm bấy giờ mới nhận ra cô gái này là ai bành triết thôi xong đây không phải là tiểu tùy tùng của lão đại sao tiêu ngư muốn chết muốn chết vừa rồi tớ có nói sai gì không thế bạc nhiễm nhiễm chính là cấm kỵ của lão đại bành triết không sao đâu đến lúc đó tớ sẽ nhặt xác giúp cậu tiêu ngư tớ có thể bỏ chạy không bành triết cậu suy nghĩ nhiều rồi chạy lão đại dùng ngón tay cũng đủ giết chết cậu rồi, tiêu ngư. Xong xem nhẹ hai người đang àm mặt quỷ bên cạnh, bạc nhiễm nhiễm tiến lên hai bước chào hỏi, đã lâu không gặp, nhan đại ca. Đúng là lâu thật, ba năm rồi. Nhan hạo đón nhận ánh mắt đối phương, ôn hòa công môi, tiêu ngư không hé răng, trước sau vẫn luôn chú ý một lê đang ngồi trên ghế sofa, chỉ thấy cậu cau mày, trên môi treo một nụ cười lạnh, lòng tiêu ngư lột bột mấy cái, có dự cảm không tốt. Chương 3 Tay không đỡ chai rượu Nguồn Mê truyện audio com Edit Thanh viên Lốc tiêu ngư kéo kéo tay áo bành triết, đến thở cũng không dám thở mạnh, ánh mắt liên tục chuyển từ mục lê sang bạc nhiễm nhiễm, luôn trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng. Ngộ nhỡ Mục Lê có nổi giận thì cậu cũng có thể kịp thời can ngăn, lúc này trên hành lang truyền đến tiếng bước chân dày đặc, Tiêu Ngư còn chưa kịp nghe ngóng tình hình ra sao thì cửa phòng đang đóng chặt bỗng dưng bị đẩy ra. Ngay sau đó cậu chỉ thấy hoa mắt, có vật gì đó bay nhanh về phía Mục Lê, Tiêu Ngư lập tức kêu lên một tiếng kinh hãi. "Đại ca cẩn thận." Bành Triết và Nhan Hạo cũng chỉ biết ngẩn ra, nguy hiểm đột nhiên xuất hiện như vậy ai cũng không phòng bị nổi, căn bản là không kịp ngăn cản, ánh mắt của Mục Lê lạnh băng, đang định nhanh chóng đứng dậy tránh ra, nhưng ngay khi thấy gì đó con ngươi mục lê mở to, động tác đứng dậy cũng khựng lại, đứng ở bên cạnh mục lê, gương mặt bạc nhiễm nhiễm hờ hững, ngay khi chai rượu bay về phía mục lê, cô lập tức phản xạ có điều kiện đưa tay ra, nhanh chóng nắm chặt tay, dễ như ăn cháo bắt được chai rượu. Đang xoay tròn trong không khí, xung quanh như ngừng lại trong nháy mắt. Tiểu, tiểu nói lắp, tiêu ngư trợn mắt há hốc mồm. Miệng há to đến mức có thể nhét vừa quả trứng vịt đang muốn cảm thán, lại bị một lê giận giữ trừng mắt mới ngượng ngùng đổi giọng. Bạc nhiễm nhiễm sao cậu có thể làm như vậy thế? Không ngờ mới có mấy năm không gặp mà cậu đã trở lên lợi hại như vậy. Dưới tình thế khẩn cấp khi nãy, cậu là con trai mà còn không phản ứng nhanh như vậy được. Bạn đang đọc truyện được đăng trên demboom.vn, đôi mắt trong trẻo tĩnh lặng của bạc nhiễm nhiễm hiếp lại, không đoái hoài gì đến lời nói của tiêu ngư, đặt bình rượu lên bàn, bàn tay hơi hơi tê dại, là cô quá bất cẩn, cánh tay trắng miệng của bạc nhiễm nhiễm nhẹ nhàng buông xuống, bàn tay khẽ run rẩy. Mục lê thấy lòng bàn tay cô hơi phím hồng, sắc mặt trầm xuống, con ngươi đen nhánh trở lên sắc lạnh, giọng nói lạnh lùng khiến người nghe không nhịn được mà phát run. Là kẻ nào muốn tìm chết? Bành triết nhất chân đá mông tiêu ngư một phát, lúc này là thời điểm để nói chuyện phím ôn chuyện cũ. Thấy mục lê không bị làm sao, bành triết thở ra một hơi nhẹ nhõm cậu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cửa tạ đạt mày ăn gan hùng mật gấu à mà còn dám vác mặt tới để ông đây giáo huấn sau đó khinh miệt nhìn đám người tạ đạt một cái bảy tám người chen chúc đứng ở cửa tạ đạt vốn là một học sinh bình thường mấy năm trước ba hắn vận khí tốt mua bán đá quý kiếm lời mấy ngàn vạn liền trở thành nhà giàu mới nổi tạ đạt dường như cũng đổi tính ở trường học kéo bè kéo cánh chuyên ức hiếp kẻ yếu quá đáng nhất chính là gần đây hắn dám thu phí bảo kê ở các trường gần đó mấy ngày trước đụng phải nhóm người mục lê đã bị hung hăng giáo húng một trận xem tình hình như thế này mang theo nhiều người đến đây như vậy chắc hẳn là muốn trả thù mục lê tạ đạt không dám nhìn thẳng vào mắt mục lê trong lòng tự nhủ hôm nay người cậu ta tìm tới đều là xã hội đen hơn nữa người đông thế mạnh không thể nào thua được từ khi tin tạ đạt bị nhóm người mục lê giáo húng truyền tới trường học mọi người đều chê cười nhục nhã hắn cục tức này tạ đạt nuốt không trôi. Tạ đạt thề là phải báo thù, tạ đạt mạnh miệng đáp lại. Bành triết bọn mày đừng kiêu ngạo, hôm nay tao phải làm bọn mày mất mặt. Lên hết cho tôi. Bảy tên dáng người vạm vỡ xông vào, trên tay còn mang theo vũ khí, nhìn qua đều là hung thần ác sát, không dễ chọc vào. Không nói nhiều, tên đi đầu cầm côn sắt đánh về phía bành triết, nhan hạo thuận tay cầm lấy cái ghế dựa bên tay trái đỡ lấy đòn công kích, trong tích tắc, tình cảnh trở nên hỗn loạn, tiêu ngư cũng không chịu thua thế, vơ lấy bàn phím trên bàn cùng các thứ khác ném về phía mấy tên kia. Ngồi xuống cho tôi. Bạc nhiễm nhiễm còn chưa kịp động thủ, bên tai đã truyền đến giọng nói lạnh đến thấu xương không lẫn đi đâu được của Mục Lê. Bạn đang đọc truyện được đăng trên đêm vn Mục Lê lướt qua người cô, cầm lấy chai rượu bạc nhiễm nhiễm vừa mới đặt lên bàn, thân hình mạnh mẽ, né tránh công kích của hai tên người của tạ đạt, lập tức vòng ra đứng ở phía sau tạ đạt. Tạ đạt lớn lên béo ú, vóc dáng lại lùng, thân hình thô nặng sao có thể là đối thủ của Mục Lê, chưa kịp né tránh, đã bị chai rượu đập lên đầu, từng mảnh thủy tinh nhỏ rơi khắp nơi, nửa mặt bên trái của tạ đạt bị mảnh vỡ cắt một vết, máu tươi chảy ròng ròng. Đừng trừng mắt nhìn tao, tao chỉ đang đáp lễ thôi. Mục Lê cầm nửa chạy rượu vỡ để ở động mạch cổ tạ đạt, như thể chỉ mấy giây nữa thủy tinh sẽ cứa rách cổ tạ đạt, bạch nhiễm nhiễm nhíu mày. Sau 3 năm Mục Lê càng thêm ngông cùng tùy ý, tính tình cũng ngày càng thô bạo, tạ đạt dựa sát lưng vào vách tường, sợ tới mức hai chân nhũng ra, thiếu chút nữa không đứng nổi quỵ xuống, trên cổ bị đâm vô cùng đau đớn, hoảng sợ đứng yên, không dám lộn xộn, giọng Mục Lê hơi khàn khàn, lười biến nhớ mày. Còn không nói người của mày dừng tay. Tạ đạt hoảng sợ, liên tục gật đầu tất cả dừng tay, dừng lại hết cho tao. Đáng chết, tạ đạt hối hận, vốn dĩ không nên tới treo chọc tên ác ma này miệt lê với cặp mắt lạnh nhạt mang đầy hận ý đã trở thành ác mộng của tạ đạt, hắn che khuôn mặt đang chảy máu không ngừng, loạn choạng chạy ra khỏi phòng. Quán cà phê internet này trên danh nghĩa là sản nghiệp dưới tay anh họ nhan hạo, quản lý thấy sự có mặt của nhan hạo nên chờ đến khi sự tình kết thúc liền kêu nhân viên vào bên trong dọn dẹp, nửa câu cũng không hỏi, bạc nhiễm nhiễm rời khỏi phòng nghe điện thoại, bạn đang đọc truyện được đăng trên dembung.vn. Kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác. Ba năm, bạc nhiễm nhiễm bây giờ so với trước kia thật sự khác xa một trời một vực. Bành triết dựng chiếc ghế dựa đổ chân lên, ngồi xuống, tùy ý nâng tay lau vết máu trên khóe miệng, bọn họ đã từng học chung lớp từ thời còn học sơ trung. Còn nhớ rõ lần đầu gặp bạc nhiễm nhiễm, khi ấy đến việc tự giới thiệu mà mặt cô cũng đỏ bừng, luôn cúi đầu nhìn đất, hơn nữa lại còn hay nói lắp. Tiêu ngư vừa mới động thủ mà đã bị trẹo tay, làm hại nhan hạo phải xoa nắng lại cho cậu, nghe bành triết nói xong, cũng thuận miệng nói tiếp. Đại ca, năm đó bạc nhiễm nhiễm thật sự là ra nước ngoài trị liệu hả? Cô ấy thay đổi cũng quá lớn đi. Chương 3.2 Tay không đỡ chai rượu hai. Nguồn Mê truyện audio com Edit Thanh viên bét Lớp sau một hồi đánh nhau, người bình thường đều sẽ hoảng sợ trong lòng, nhưng bạch nhiễm nhiễm vẫn ngồi trên sofa, thần thái cùng hành động khiến cậu hoài nghi vừa rồi bản thân không phải đánh nhau mà là khiêu vũ, nhan hạo nhan mày. Ba năm nay, hai người chưa từng liên lạc qua lại. Một lê bực bội nắm tóc, sắc mặt khó chịu. Mồng hai năm đó sau khi thi xong kỳ thi cuối kỳ, tớ đã không thấy, tiểu nói lắp, gia gia nói với tớ là, tiểu nó lắp, bị tai nạn giao thông, bị thương rất nghiêm trọng, trình độ y học trong nước lại không cao nên chỉ có thể đưa ra nước ngoài trị liệu. Đằng sau luôn có một cái đuôi đã trở thành thói quen, đột nhiên một ngày không thấy cái đuôi ấy, cậu đương nhiên sẽ khó chịu, tức giận, nhưng cũng không thể thay đổi được gì, sau đó, mẹ cậu lại, một lê cắn môi, trong mắt đầy oán hận. Thoáng nhìn thấy bạc nhiễm nhiễm đang đi vào liền ngưng câu chuyện bạn đang đọc truyện được đăng trên denbun vn một gia gia bảo em nhắc nhở anh bài tập hè của anh còn chưa có làm xong bạc nhiễm nhiễm thuận lại lời nói của Mục gia gia với một lê với ánh mắt lạnh lùng không hề sợ sệt như trước cô đã từng rất sợ cậu nhưng hiện tại cô không hề sợ bài tập là cái thứ gì có thể ăn được sao Mục lê một chân đá văng bàn phím trước mặt đút hai tay vào túi quần đứng lên dáng người nhỏ nhắn của bạc nhiễm nhiễm chỉ cao tới vai của mục lê, lông mày thanh tú của bạc nhiễm nhiễm hơi nhíu lại, giọng điệu lạnh lùng nói. Tùy anh. Trong phút chốc, không khí quanh mục lê lập tức trùng xuống, cậu mắng thầm trong miệng. Hừ. Bạc nhiễm nhiễm và mục lê rời khỏi quán cà phê Internet, tiêu ngư nhìn bành triết, đồng thanh kêu lên. Đại ca gặp khắc tinh rồi. Đêm khuya tĩnh lặng, mục lê ở trên giường lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được nhảy khỏi giường, bật đèn ngủ cạnh đầu giường, hồi tưởng lại quá khứ liền đi tới giá sách, lấy một hộp gỗ từ ngăn kéo cuối cùng ra. Phù Đã qua một thời gian dài nên trên hộp phủ một lớp bụi dày đặc, một lê mở nắp hộp ra, mọi thứ bên trong đều là một ít đồ chơi nhỏ, trong đó có một tấm hình. Bức ảnh đã rất cũ. Cũ đến mức ố vàng hết rồi, bạn đang đọc truyện được đăng trên denbum.vn, cậu nhớ rõ, khi ấy trong tiệc sinh nhật 6 tuổi của cậu, Gia Gia nói thợ chụp cảnh chụp cho cậu và bạc nhiễm nhiễm một tấm, đứng bên cạnh cậu khi đó là một bé gái buộc tóc hai bên, mặc chiếc váy bồng bồng màu hồng nhạt, đi đôi giày da màu trắng, trong lồng ngực ôm một con thỏ nhung màu xám, cặp mắt long lanh trong sáng, ban đầu bạc nhiễm nhiễm không phải là, tiểu nói lắp, khi cô cười lên khóe miệng. Có má lúng đồng tiền, sẽ đi theo phía sau một lê ngọt ngào gọi một lê ca ca, nhưng mà không biết từ khi nào, cô lại trở nên nhát gan yếu đuối, không thích nói chuyện cốc cốc. Có người gõ cửa, mặt mục lê tối sầm đứng dậy mở cửa, trên hành lang không có ai. Nhìn xuống dưới thì phát hiện có một cái hộp, nắp hộp còn không đóng kín, tặng đồ mà lại để lộ ra như thế. A à, quả nhiên đã thay đổi rồi, bây giờ còn học được tính hối lộ. Mục lê cười xì một tiếng, khoanh tay âm thầm nhìn chầm chầm cánh cửa phòng đối diện đang đóng chặt. Sáng sớm hôm sau, bạc nhiễm nhiễm nhìn chiếc hộp bị ném ở cửa phòng ngủ, khóe mắt hơi nhíu lại. Khai giảng năm học mới, một gia gia kêu người chuẩn bị đầy đủ hết tư liệu cho cô, hơn nữa còn sắp xếp cho Bạch nhiễm nhiễm và một lê ở cùng một lớp thanh thành lục trung, là trường cao trung nổi danh khắp cả nước, với phương pháp huấn luyện giảng dạy thần bí, khiến cho đa số học sinh đều lo ngại, nhưng các bậc phụ huynh lại luôn muốn cho con mình học ở đẩy bỉ vì trường có tỷ lệ lên lớp cao đến hơn 95%. Phần trăm. Bước được vào thanh thành lục trung thì đều là người tài có học thức hơn người. Bạn đang đọc truyện được đăng trên denboom.vn, nhưng mà mấy năm gần đây, trường học mở rộng quy mô, cần một lượng lớn tiền bạc. Vì thế xuất hiện rất nhiều con cái nhà giàu, con ông cháu cha, nhà giàu mới nổi vào học khiến cho chất lượng giáo dục cũng giảm đi so với trước đây. Nhưng vẫn có rất nhiều học sinh tài giỏi được tuyển vào, cổng trường, một lê bước ra từ một chiếc xe thể thao Ferrari, khiến cho đông đảo nữ sinh đều la hét chói tai, một lê hành sự kiêu ngạo tùy ý làm bậy nhưng lại có rất nhiều nữ sinh ái mộ, đại khái là con trai càng xấu xa, con gái lại càng thích. Bạc Nhiễm Nhiễm lại bước xuống từ một chiếc BMW, cô nắm chặt quai đeo của cặp sách, không lên tiếng đi lẫn vào trong đám người ở bên đường đối diện, Bạc Hinh Vinh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, sữa đậu nành trong tay rất xuống đất, cặp sách cũng rơi xuống trúng bịch sữa đậu nành làm sữa bắn lên cả khuôn mặt xinh đẹp của cô ta nhưng Bạc Hinh Vinh không để ý mà hoảng sợ nhìn về phía xa, cắn chặt môi đến chết cô ta cũng sẽ không quên được gương mặt quen thuộc kia, một bên khác, một lê gặp tiêu ngư và bành triết ở cầu thang, mọi người cùng đi về lớp. Đại ca, lại có người đẹp tặng quà cho cậu đấy. Trên bàn học của một lê quà tặng chồng chất như núi, dấu tên có, có tên cũng có, tiêu ngư tiện tay cầm lấy một hộp bánh kem, cười gian, một lê lười tới nổi không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp kéo bàn học thẳng tới thùng rác, gạt xuống, mặc kệ trên bàn có bao nhiêu là đồ vật, cũng rơi hết vào thùng rác. Đại ca thật là ngạo mạn. Tiêu ngư thấy một lê hành động như vậy, tay cầm bánh kem lùi về phía sau, cũng may là cậu nhanh tay nên giữ lại được một hộp bánh kem, không cần quà có thể cho cậu, cậu không ngại thu thêm, rắc, nhà lớp học có một học sinh mới chuyển trường tới, tự giới thiệu bản thân mình một chút. Chào mọi người, mình tên là Bạc Nhiễm Nhiễm, sau này mong mọi người giúp đỡ. Bạc Nhiễm Nhiễm đứng ở trên bục giảng tự tin giới thiệu bản thân, trước mặt hơn 40 học sinh khác cũng không hề sợ sệt hay thẹn thùng. Cô mặc áo sơ mi trắng, tay áo kiểu chi phong, quần dinh, đi giày trắng không nhiễm một hạt bụi nào, đôi mắt long lanh, giọng nói trong vắt, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, gương mặt trắng hồng, không hề tô son điểm phấn, đẹp đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt, tưởng tâm văn ngồi bên dưới nhìn chầm chầm bạc nhiễm nhiễm với đôi mắt thâm trầm, ban tự nhiên vốn có rất nhiều nam sinh, họ nhìn bạc nhiễm nhiễm với ánh mắt ái mộ khiến tưởng tâm văn hận đến nghiến răng lớp học cũng không còn chỗ ngồi chủ nhiệm đành khó xử xếp bạc nhiễm nhiễm tạm thời ngồi cạnh một lê thầy ơi nếu được có thể để bạn ấy ngồi ở chỗ của em em đi đến phòng giáo vụ chuyển thêm một cái bàn nữa lớp trưởng vừa dứt lời đã bị vỗ một cái vào lưng quay đầu lại thấy bành trạch trừng mắt cậu đại ca tôi cũng chưa nói cái gì cậu bức xúc cái gì lớp trưởng lúng túng cúi đầu xuống, không dám lên tiếng nữa, suốt hai năm qua, chỗ ngồi bên cạnh Mục Lê vẫn luôn bỏ trống, trước kia có một nữ sinh to gan sang ngồi, lại bị Mục Lê dùng mắt dọa chạy. Hai phần ba lớp học đổ mồ hôi thay bạc nhiễm nhiễm, nhưng chuyện không ngờ chính là bạc nhiễm nhiễm ngồi bên cạnh Mục Lê nhưng Mục Lê lại nằm sấp ngủ, rất tự nhiên như không có gì thay đổi chứ đừng nói là chửi bạc nhiễm nhiễm. Nhìn đi, đại ca của tao đã cho phép bạn học mới ngồi bên cạnh. Bành trạch nhớ mày nhìn bạc nhiễm nhiễm, cả lớp khiếp sợ. Lặng ngắt như tờ. Chương 4 Gương mặt đáng ghê tởm Nguồn Mê truyện audio.com Editor Nicola Angelabed Lớp cả buổi sáng, bạc nhiễm nhiễm đều chìm đắm trong kiến thức sách giáo khoa, có rất nhiều nội dung cô còn chưa học đến. Vì tiến độ dạy học ở nước ngoài khác với trong nước, hơn nữa cô bị tai nạn phải trị liệu ở bệnh viện nên học trễ một năm. Lẽ ra bây giờ bạc nhiễm nhiễm phải học năm 2 cao trung mới đúng. Tương đương lớp 11, nhưng để có thể học cùng lớp với Mục Lê, bạc nhiễm nhiễm đã nhờ Mục Gia Gia dùng quan hệ để cô được học năm 3 cao trung, nghĩ đến dù sao kiến thức năm 3 cũng toàn là ôn tập, chắc sẽ không quá khó đâu. Bạc nhiễm nhiễm, bên ngoài có người tìm bạn kìa. Giờ giải lao giữa trưa, phần lớn học sinh đều tới nhà ăn ăn trưa, bọn mục lê thì từ tiết 4 đã không thấy bóng dáng đâu. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembun.vn, bạc nhiễm nhiễm đang đọc sách, nghe thấy có người gọi tên mình, ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước cửa phòng học, đôi mắt phẳng lặng ẩn chứa một tia lạnh lẽo. Bạc Hinh Vinh, con gái ruột của cha nuôi bạc trạch, chị gái trên danh nghĩa của cô. Sau khi về nước, lý do bạc nhiễm nhiễm chưa từng đi gặp bạc Hinh Vinh và mẹ nuôi Tôn Liên là bởi vì cô biết rõ tính tình của đôi mẹ con này. Bạc Hinh Vinh nhìn thấy cô đã quay về, nhất định sẽ chủ động tìm tới cửa, dù sao thì bạc nhiễm nhiễm cô cũng là cây rụng tiền của mẹ con cô ta. Nhiễm nhiễm, em đã trở về rồi, chị với mẹ đều rất nhớ em. Trưa nay em theo chị về nhà ăn cơm đi, mẹ mà biết em trở về nhất định sẽ rất vui mừng. Bạc Hinh Vinh cười giả dối, nói dối không chớp mắt, nói xong liền tiến lên phía trước muốn nắm tay bạc nhiễm nhiễm, giống như chị em ruột đã nhiều năm không gặp nay tái kiến dù sao cũng phải ôm ấp một lúc, Bạc Nhiễm Nhiễm không giấu vết né tránh tay Bạc Hinh Vinh, khóe miệng nở ra nụ cười lạnh nhạt, cũng không vạch trần Bạc Hinh Vinh, đáp lời: "Được, em cùng về với chị." Trước kia Bạc Nhiễm Nhiễm quá ngu ngốc, nên mới có thể coi Bạc Hinh Vinh và Tôn Liên coi là người nhà. Bạn đang đọc truyện được đăng trên demuon.vn, trong mắt hai mẹ con này, Bạc Nhiễm Nhiễm cô cũng chỉ là một con chó biết nghe lời. À, có lẽ ngay cả chó đều không bằng, nhớ lại những ký ức vụn vặt trong quá khứ, ánh mắt trong trẻo của Bạc Nhiễm Nhiễm càng thêm lạnh lùng, không nhanh không chậm đi theo sau Bạc Hinh Vinh, nhìn rõ sự không kiên nhẫn và oán hận trong mắt đối phương, nhưng cô ta lại nói những lời nịnh bợ mình. Bạc Nhiễm Nhiễm liền cảm thấy thật buồn cười. 20 phút sau, Bạc Nhiễm Nhiễm đứng trước cổng tiểu khu Phương Tâm, không có nhiều tầng lắm chỉ có 6 lầu, phần lớn ở ban công của các hộ gia đình đều có cây xanh có để máy giặt, trong không khí còn phiêu tán một chút hương thơm đồ ăn, mùi khói rất nồng, mười mấy năm trước, có thể mua phòng ở tiểu khu này thì đều là gia đình khá giả, hai phòng ở hiện tại của mẹ con bạc Hinh Vinh cũng là do một gia gia mua cho, giúp đỡ mẹ con cô ta có chỗ dung thân. Năm đó sau khi cha nuôi bạc trạch tai nạn giao thông qua đời, người gây tai nạn đã đền một khoản tiền là 70 vạn, một gia gia lại cho tôn liên thêm 200 vạn, cũng đủ cho mẹ con cô ta cơm áo lo đủ nhưng tôn liên lại thích đánh bài rất nhanh đã thua sạch hết mấy trăm vạn cuộc sống trở nên khó khăn cũng may phòng ở là do một gia gia mua không có một gia gia đồng ý cho dù tôn liên muốn bán cũng không ai dám mua là nhiễm nhiễm thật sao mẹ vừa nhận được điện thoại của chị con còn tưởng rằng nó đang gạt mẹ mới vừa bước lên bậc thang thứ nhất bạc nhiễm nhiễm đã thấy tôn liên chạy từ trên lầu xuống đón cô Vẻ tươi cười trên mặt rất nhiệt tình. Bạc Nhiễm Nhiễm nhướng mày, nếu như đối phương đem dục vọng trong ánh mắt thu lại thì có lẽ cô sẽ cảm động đấy, Tôn Liên chỉ mới hơn 40, nhưng trên mặt đã có rất nhiều tàn nhang, nếp nhăn chồng chất bên khóe mắt, vành mắt thâm đen, vừa nhìn đã biết là do thường xuyên thức đêm, gặp qua cứ như người hơn 50 hơn tuổi, hơn nữa trên người bà này lại nồng nặc khí tức của dân chợ búa bạn đang đọc truyện được đăng trên deboom vn bạc nhiễm nhiễm bị tôn liên kéo vào trong phòng cũng không phản kháng mau rửa tay rồi ra ăn cơm mẹ cố ý làm món thịt kho tàu cánh gà mà con thích ăn nhất đấy tôn liên cởi tạp về đặt trên bát canh cải lên bàn ăn bốn món mặn một món canh thịt kho tàu cánh gà thịt xào ớt xanh canh nấm hầm thịt và trứng gà cà chua có thể nói rất là phong phú bạc nhiễm nhiễm không biểu tình cong cong môi thanh âm lười nhát thịt kho tàu cánh gà là món. Chị thích. Tôn Liên sửng sốt, không nghĩ đến bạc nhiễm nhiễm sẽ nói lời này, cười pha trò. Phải không? Con xem mẹ tuổi lớn rồi, nhất thời quên mất. Dường như cảm giác được bạc nhiễm nhiễm không dễ bị lừa gạt như trước kia, Tôn Liên ra dấu với con gái đang đứng bên cạnh. Bởi vì nửa tháng trước con gái sinh bệnh phải truyền nước biển, bà phải dùng hết số tiền trong thẻ tín dụng, trong thẻ tín dụng đều hết sạch, Tháng này giấy từ từ ngân hàng đều đã gửi tới, nếu không nộp phí thì thẻ tín dụng nhất định sẽ bị khóa, sau này nếu bà ta còn muốn dùng thẻ tín dụng thì sẽ có chút khó khăn. Buổi sáng nhận được điện thoại của con gái, nói Bạc Nhiễm Nhiễm đã trở lại, bà mừng rỡ, khẽ trắng môi đi chợ bán thức ăn mua cánh gà cùng thịt nạc, nếu hôm nay không lấy được tiền từ. Trên người Bạc Nhiễm Nhiễm, thì một tuần tới, mẹ con các bà cũng chỉ có thể uống cháo trắng, bà làm sao chịu được? Bạc Hinh Vinh khổ cụ hai tiếng áp xuống sự chán ghét đối với bạc nhiễm nhiễm, che lại lương tâm nói. Từ từ, mẹ vất vả làm, em liền ăn tạm đi, rất nhanh liền tới một giờ, nấu lại lần nữa sợ là cũng không kịp, buổi chiều chúng ta còn có tiếp học nữa. Đem cặp sách thả xuống đặt ở trên sofa, bạc hinh vinh đi đến trước bàn cơm, kéo ra ghế để cho bạc nhiễm nhiễm ngồi xuống ăn cơm. Nhưng em không nghĩ tạm chấp nhận. Bạc Hinh Vinh kéo ra cái ghế bạc nhiễm nhiễm liền thuận thế mà ngồi xuống, trong ánh mắt trong trẻo phẳng lặng mang theo sự bức bách, hất cầm lên nhìn tôn liên ở phía đối diện, sau khi vào nhà cô liền đảo mắt xem bài trí trong phòng, không có thứ gì là đáng giá, xem ra cô rời đi 3 năm, hai mẹ con tôn liên sống thật rất là gian khổ. Mày! Chương 4.2 Gương mặt đáng ghê tởm 2 Nguồn Mê truyện audio com Từ từ con đừng nóng giận, để mẹ đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn một lần nữa, con nói xem con muốn ăn cái gì. Vì bắt lấy cọng cỏ cứu mạng bạc nhiễm nhiễm này, Tôn Liên chịu đựng lửa giận không thể phát tác, bà không thể vì việc nhỏ mà để mất chuyện lớn, chỉ cần đem dỗ dành bạc nhiễm nhiễm cao hứng, bà muốn bao nhiêu tiền thì bạc nhiễm nhiễm đều sẽ cho bà, nếu thật sự không được, bà cũng chỉ có thể. Không cần, tôi hôm nay tới không phải vì ăn cơm bà làm. Bạc nhiễm nhiễm đánh gãy Tôn Liên, lười dây dưa cùng đối với đôi mẹ con dối trá này cô đáp ứng với bạc hinh vinh đến đây cũng chỉ là muốn thắp cho cha nuôi bạc rạch một nén nhang mắt thấy bạc nhiễm nhiễm thắp hương xong liền muốn rời đi Công liên sao còn ngồi yên được nữa bước nhanh đến trước mặt bạc nhiễm nhiễm ngăn cản đường đi của cô che mặt khóc nức nở bắt đầu giả vờ đáng thương từ từ con không thể vong ân phụ nghĩa a à, nếu không phải do cha nuôi cứu con con làm sao có thể có được hôm nay hiện tại mẹ gặp phải một chút phiền toái con có thể hay không lại cho mẹ một ít tiền. Lại bắt đầu, bạc nhiễm nhiễm lạnh mặt, đôi lông mày nhăn lại, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tôi không có tiền. Nói thật, chuyện đã xảy ra lúc 3-4 tuổi, cô không có khả năng nhớ rõ về việc bạc trạch đem cô từ trong tay bọn buôn người cứu ra, cũng là do một lão nói cho cô. Bạn đang đọc truyện được đăng trên đem vn có thể nói nếu không có bạc trạch cứu giúp, bạc nhiễm nhiễm cô có thể sống tới ngày hôm nay hay không đều là vấn đề đối với bạc trạch cô có lẽ là phải cảm ơn mấy năm nay tôn liên lần nào cũng tự cho là đúng dùng cha nuôi để áp chế cô từ trong tay cô cầm đi không ít tiền một lão thật sự đem bạc nhiễm nhiễm coi như cháu gái ruột mà nuôi nấng chưa bao giờ thiếu chi phí ăn mặc cho cô ngay cả tiền tiêu vặt đều là cùng một lê giống nhau lúc này mới cho mẹ con tôn liên có cơ hội bạc hinh vinh thấy bạc nhiễm nhiễm dầu muối đều không ăn cũng không hề ngụy trang nữa, lộ ra vẻ mặt đáng ghê tởm. Bạc nhiễm nhiễm mày đừng có nói mà không biết xấu hổ, một lão thương mày như vậy, mày sẽ không có tiền. Nói thẳng với mày, tao đang coi trọng một cái váy, chỉ cần 5 nghìn. Hôm nay mày không lấy tiền ra, cũng đừng mơ chạy ra được cái cửa này. Vẻ mặt bạc hinh vinh vên váo tự đắc, cô đã gặp qua không biết bao nhiêu lần, bạc nhiễm nhiễm mặt không biểu hiện, hai tay ôm ngực cứ như vậy mà nhìn bạc nhiễm nhiễm mày cướp đi tất cả mọi thứ vốn nên thuộc về tao mày chính là một tên trộm về sau có quần áo xinh đẹp nhớ rõ đưa cho tao nếu không muốn ngươi đẹp tiền tiêu vặt tuần này đâu nếu để cho tao biết ngươi trộm giấu tiền tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày mục lê ca ca là của tao là của tao sao lại thế này cái nha đầu thúi này hiện tại mềm cứng đều không ăn, Tôn Liên vọt tới trước bàn thờ, đem linh vị của Bạc Trạch ôm ở trong ngực, ngồi dưới đất bắt đầu la lối khóc lóc. "Số của tôi thật khổ a." À. Bạc Trạch ông ở trên trời có linh liền mở to mắt mà nhìn xem, "Chúng ta cứu được một đứa Bạch Nhãn Lang a." À. Ông mở to mắt nhìn xem a. À. Bạn đang đọc truyện được đăng trên buông vn Bạc Nhiễm Nhiễm cười lạnh một tiếng, nội tâm không có nửa điểm dao động, cô thiếu Bạc Trạch một ân cứu mạng nhưng cô cũng không thiếu nợ tôn liên với bạc hinh vinh huống hồ mấy năm trước hai người này lợi dụng khi dễ uy hiếp cô cũng không sai biệt lắm bạc nhiễm nhiễm ánh mắt lạnh lẽo tôi sẽ không cho các người một phân tiền nào nữa nói xong liền muốn rời đi ai ngờ tôn liên đang ngồi trên mặt đất dường như nổi điên xông lên trước cắt gao nắm lấy bạc nhiễm nhiễm nghiến răng nghiến lợi kêu không lấy được tiền thì cái nha đầu chết tiệt mày đừng hòng rời đi vinh vinh chặn cửa lại tao không tin còn không giáo huấn được cái nha đầu chết tiệt này. Buổi chiều đi học, Mục Lê cùng mấy người bành triết trốn học đi quán cà phê internet chơi trò chơi, chơi đã nghiện rồi mới về lại trường học. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembun.vn, tiểu nói lắp coi như còn nghe lời, mấy giờ liền đều không có tới quấy rầy hắn, con ngươi Mục Lê đen nhánh, khóe môi nhếch lên cười, sau khi ngồi xuống từ trong túi móc ra một cái bình thủy tinh tinh xả, bên trong chứa toàn kẹo đủ mọi màu sắc, đưa cho bạc nhiễm nhiễm, mặt mày lạnh lùng, không chút để ý mở miệng. Thưởng cho cô. Lời còn chưa nói hết, Mục Lê thấy trên da thịt trắng nõn của bạc nhiễm nhiễm như ẩn như hiện dấu vết bàn tay, ngay lập tức lửa giận nổi lên, lệ khí dưới đáy mắt rất nặng, một chân đạp ngã bàn học trước mặt. Ai làm? Ngày đó cô ở tiệm internet không phải rất mạnh sao? Vậy mà lại để cho người khác khi dễ đến trên đầu. Phòng học yên tĩnh bởi vì bàn học ngã xuống đất, tiếng vang cực lớn làm toàn bộ học sinh trong lớp đều sợ tới mức không hề nhẹ nhao nhao vùi đầu chăm chú học tập không dám hỏi nhiều tiết học đầu tiên là tiết tự học phòng học không có giáo viên lớp trưởng thấy vậy do dự không biết có nên tiến lên khuyên giải hay không ai ngờ cánh tay bị bạn ngồi cùng bàn giữ chặt cậu điên rồi đó là mục lê ngoan ngoãn ngồi yên đừng đi lên tìm mắng đột nhiên bị quở trách làm bạc nhiễm nhiễm hơi sửng sốt ngẩng đầu chống lại đôi mắt lanh băng của mục lê giải thích nói tôi tự nhiên sẽ không để cho người khác khi dễ vết thương này thương chỉ là ngoài ý muốn công liên quản không được tay của mình lại muốn đi đánh bạc thiếu tiền liền tìm cô không cho liền la lối khóc lóc để uy hiếp hôm nay cô quyết tâm không cho tôn liên tiền không nghĩ tới tôn liên vì tiền cái gì cũng đều làm được lòng dạ ác độc như thế thế nhưng lại muốn đem hũ cho cốt của cha nuôi quăng ngã ngay ở lúc cô tiếp được hũ tro cốt đồng thời bị bạc hinh vinh đánh cho một cái tác, làm cô không kịp phòng bị, một lê nhìn đôi mắt bạc nhiễm nhiễm ngập nước, một sự tức giận xông lên nhưng không có chỗ phát tiếp, cuối cùng đẩy cửa mà đi. Qua 10 phút liền trở về, trong tay cầm bình thuốc mở, ném cho bạc nhiễm nhiễm, táo bạo nói. Tự mình bôi. Tiêu ngư quay đầu lại. Khuôn mặt con gái mà để lại vết sẹo thì rất khó coi, lão đại đây là quan tâm cô đấy. Hai chữ vết sẹo đã gợi lên chuyện cũ làm Mục Lê sắc mặt càng thêm đen, khóe mắt của bạc nhiễm nhiễm có một vết sẹo nhợt nhạt, đó là do hắn làm. Chương 5 Hiệp định 3 chương Nguồn Mê truyện audio.com Edit Nicola Angelabed Lốc tránh ra, chúng tớ không chơi với người mù. Bạc nhiễm nhiễm cậu trở nên xấu xí như vậy, anh Mục Lê và Mục Gia Gia đều sẽ ghét cậu, sẽ sớm vứt bỏ cậu thôi mẹ tớ nói rằng những đứa trẻ có dung mạo xấu đều không được yêu thích ánh mặt trời ấm áp những cây hòe gai cùng vài nhánh dịp sung xuê làm cho khu vực hai bên sân bóng rổ trở nên mát mẻ hơn một bé gái mặc chiếc váy công chúa màu trắng đang bị hai bé trai đẩy ngã trên mặt đất do hôm trước có mưa lớn bé gái vừa vặn ngã ngay vào vũng nước động mắt bên phải của bé gái bị bịt lại bằng miếng băng gạt màu trắng chỉ có thể thấy mắt trái to tròn mờ mịt của bé nhiễm một tầng sương mỏng bàn tay nhỏ bé mũn mỉm dơ lên lau nước mắt, nhưng lại làm dính bùn từ tay vào đôi má hồng hào trắng mịn trông càng chật vật hơn. Âm thanh của cô bé mang theo tiếng khóc nức nở xen lẫn ủy khuất vang lên. Các cậu nói bậy, Mục Gia Gia sẽ không vứt bỏ tớ, anh Mục Lê cũng sẽ không ghét tớ đâu. Bé trai cầm đầu chống nạnh, ngang ngược nói lại. Chúng tớ không nói bậy, dù sao bọn tớ cũng không chơi với con nhỏ xấu xí nói xong liền gọi các bạn khác rời đi bạc nhiễm nhiễm từ đất bỏ dậy hít mũi vài cái thấy chiếc váy đã bị bẩn nước mắt vất vả lắm mới ngừng được giờ lại tuôn ra quay đầu lại thì thấy một lê đang đứng trước cổng sân bóng rổ cô bé hơi hoảng hốt nhanh chóng dùng tay lau khô nước mắt anh một lê nói không được khóc nhè ngu ngốc bạc nhiễm nhiễm đến gần một lê nhìn thấy con mắt trong suốt hơi ửng hồng của cô bé không nhịn được mắng một câu Mấy tên nhóc đó dám đẩy bé con của cậu, cậu nhất định phải đánh bọn nó sao cho cha mẹ cũng không nhận ra. Anh Mục Lê. Bạc Nhiễm Nhiễm có chút sợ hãi, Mục Lê nhìn Bạc Nhiễm Nhiễm gào lên. Lần sau có người khi dễ thì cậu phải đánh lại, biết chưa? Bị người ta bắt nạt cũng không biết đánh trả, không phải ngu ngốc thì là cái gì? Bạc Nhiễm Nhiễm rụt rụt cổ, cúi đầu im lặng không nói, hai tay nhỏ nắm chặt váy. Bỏ đi, cậu chính là con quỷ nhát gan nhìn mắt phải còn băng bó của bạc nhiễm nhiễm mục lê chột dạ nhíu mày không ép buộc cô bé nữa kỹ thuật của cậu rất tốt không ngờ bạc nhiễm nhiễm sẽ đột nhiên né tránh khiến cho chính mình bị thương may mắn thay hòn đá chỉ xẹt qua khóe mắt chứ không trúng vào đôi mắt của bạc nhiễm nhiễm chỉ khâu mấy mũi là được bạn đang đọc truyện được đăng trên dembun vn buổi chiều bạc nhiễm nhiễm đang ở trong phòng làm bài tập thì nghe thấy dưới lầu có tiếng cãi nhau cô bé lặng lẽ đứng ở cầu thang lén nhìn xuống, một lê quy cũ đứng ở góc tường, vừa nhìn là biết đang bị phạt, trên sofa trong phòng khách có rất nhiều người, có cả hai cậu bé đẩy bạc nhiễm nhiễm ở sân bóng rổ. Bọn họ khóc rất lớn, miệng không ngừng kêu đau, trên mặt có vài chỗ sưng tím, một người còn phải bó tay bằng băng vải trước ngực, chờ đến khi mọi người rời đi, bạc nhiễm nhiễm nghe thấy một gia gia giáo huấn một lê, mới biết được một lê tìm đối phương đánh nhau, xuống tay không nhẹ, bị gia đình của bọn chúng tìm tới cửa. Bọn nó dám mắng tiểu nói lắp là nhỏ xấu xí, còn đẩy cậu ấy nữa, bị con đánh cũng đáng. Chỉ có một mình con mới được phép khi dễ tiểu nói lắp, con không cho phép người khác khi dễ cậu ấy. Hồi ức kết thúc, bạc nhiễm nhiễm nắm chặt thuốc mỡ trong tay, khóe miệng cong lên thành một vòng cung nhỏ, coi như nể mặt cậu mua thuốc mỡ cho tới. Tớ không trách cậu dám hét vào mặt tớ nữa, bạn đang đọc truyện được đăng trên đêmbun.vn. Tiết thứ hai là tiết của chủ nhiệm, dạy môn toán. Trần Mạnh vừa vào lớp liền tóm tắt một số vấn đề của buổi học cho học sinh. Các em chú ý, nửa tháng sau là lễ kỷ niệm 30 năm thành lập của trường chúng ta. Tuy rằng chúng ta đang học năm ba, học tập căng thẳng hơn các em khóa dưới nhưng vẫn phải tham gia. Lát nữa các ủy viên ban văn nghệ của mỗi lớp sẽ mở cuộc họp, phụ trách tất cả mọi việc trong lễ kỷ niệm. Thầy vừa mới nghe chỉ thị của hiệu trưởng, mỗi lớp sẽ phải đăng ký một tiết mục, cho dù là nhảy, hát, múa, diễn kịch hay những tiết mục khác đều có thể. Khuyến khích các em mạnh dạng báo danh. Trần Mạnh nói xong, nhìn ủy viên ban văn nghệ tưởng tâm văn ở dưới lớp, ý là muốn giao chuyện này cho cô ấy toàn quyền xử lý. Tưởng tâm văn mỉm cười đáp lại, ánh mắt nhìn thoáng nhìn qua một lê ngồi ở cuối lớp và bạc nhiễm nhiễm. Trong mắt hiện lên một tia tinh quang, có một học sinh mới chuyển trường vào ban 6, không biết có phải là do bên nhà trường quên mất việc này hay không, sách bài tập của ban bị thiếu một phần, lớp trưởng ấy nấy nhìn bạc nhiễm nhiễm. Xin lỗi cậu, lúc phát sách bài tập thầy cũng nói sẽ xác nhận lại với trường, hẳn là sẽ có nhanh thôi. Nếu cậu sốt ruột muốn dùng thì tớ có thể cho mượn. Ngày đầu tiên sau khai giảng, ngoài việc phát sách giáo khoa cho từng môn học, nhà trường cũng phát toàn bộ sách bài tập của cả kỳ. Cảm ơn, tạm thời tớ không cần. Bạc Nhiễm Nhiễm lắc đầu cự tuyệt, lớp trưởng xấu hổ gãi đầu. Trước ánh mắt âm trầm của Mục Lê, xoay người trở lại chỗ ngồi. Bạn đang đọc truyện được đăng trên demuon.vn. Mục Lê bắt chéo hai chân, ung dung thảnh thơi mà đung đưa. Cậu để toàn bộ sách bài tập của mình không thiếu quyển nào lên bàn của Bạc Nhiễm Nhiễm. Không khách khí nói: Dùng đi, không cần ngại, về sau bài tập của tôi đều giao cho cậu. Tiêu ngư ở phía trước vừa nghe thấy lời này cũng đem sách bài tập của chính mình, bột một tiếng đặt ở trước mặt bạch nhiễm nhiễm, tiện thể cười hề hề nói. Sách bài tập thôi mà, ngàn vạn đừng khách khí, tất cả đều cho cậu. Yêu cầu của tớ không cao đâu, không cần nhiễm nhiễm làm cho tớ, chỉ cần cho tớ chép trước khi giáo viên vào lớp là được rồi. Khiến bạc nhiễm nhiễm đau đầu nhất chính là toán học, vừa rồi lúc thầy giáo giảng bài, một chữ cô cũng nghe không hiểu, bạc nhiễm nhiễm thấy một lê và tiêu ngư đều trông cậy vào mình, khóe miệng nhếch lên, yên tâm thoải mái cất sách bài tập vào ngăn bàn, đùa cợt nói. Tớ thì không có vấn đề gì, chỉ hy vọng mấy cậu không hối hận. Ban tự nhiên không giống ban xã hội, không cần ghi chép nhiều. Không hối hận, không hối hận. Tiêu ngư vừa nói vừa cười, một lê khẽ liếc mắt nhìn bạc nhiễm nhiễm, mắt phượng nheo lại, không có hé răng.